Thế chào lại gia đình của kênh Thủy Long An Vlog. Hôm nay Thủy sẽ chia sẻ với cả nhà mình một cái cách để mình trị ho nha cả nhà. Thật là đơn giản, không cần dùng thuốc ha. Thì ở đây Thủy sẽ chia sẻ với cả nhà mình về cái trái chuối già để mình trị bệnh ho. Cả nhà nghe lạ không? Nhưng mà với cái cách này Thủy đã áp dụng qua rồi và Thủy đã hết ho rất là hay nha cả nhà. Cho nên là Thủy chia sẻ với cả nhà mình ha. Tại vì cả nhà biết không, lúc này lần tới gần Tết rồi, lập đông á, là cái thời tiết se lạnh. Nếu mà người lớn mình thì mình còn biết mặc áo ấm, đắp chăn này nọ, rồi còn mấy bé nhỏ cả nhà. Nhiều khi mình mặc áo ấm, dày, nó khó chịu, nó không có chịu. Sẽ rất là dễ là bị cái nó lạnh phổi, nó bị ho cả nhà. Thì nếu mà ho kéo dài lâu ngày á, mình uống thuốc á, thì uống nhiều quá thì nó sẽ ảnh hưởng nha cả nhà. Cho nên là ở nhà Thúy á, thì hôm nay á, Thúy áp dụng với cách này nè cho nhóc Thúy với lại bản thân Thúy cũng vậy nữa. Cho nên Thúy thấy rất là hay ha, hiệu quả lắm luôn. Thường thường Thúy hay chia sẻ những cái bài thuốc dân gian mà mình trị ho cả nhà, với những cái lá này lá kia nào này nọ, thì Thúy nghĩ người lớn mình thì rất là dễ áp dụng rồi ha, còn với những trẻ con cả nhà rất là khó ha. Có nhiều bé nó không có thể mà uống được những cái loại lá này lá nọ, nhưng mà đối với cái chuối này nè, trái chuối già, thì cả nhà tìm giùm Thúy một trái chuối già cui nha. Nếu mà mình bị ho, mình để mình chưng uống á, chưng mình ăn á cả nhà, cho bé uống á, bé nhiều đứa nó ăn được thì mình cho ăn, còn không thôi là mình chưng mình lấy nước đó. Một trái chuối già như vậy nè cả nhà, cho vào cái chén chuối chín nha cả nhà ha. Đó, mình sẽ cho vào chừng nửa muỗng cà phê đường thôi. Đây là ở đây Thúy sử dụng đường phèn nha cả nhà. Đó, khi mình cho chuối và đường vào trong cái chén rồi, mình sẽ đem chân cách thủy nha cả nhà ha, trong vòng 5 phút. Đó, bây giờ Thúy sẽ đậy nắp lại, mình bật lửa lên, mình để lửa riu riu 5 phút nha cả nhà. Đó, sau 5 phút rồi nè. Bây giờ Thúy sẽ dỡ cái nắp ra, Thúy tắt bếp. Rồi mình sẽ để cho nó nguội nguội rồi mình lấy ra nha. Thúy sẽ nêu cảm nhận cho cả nhà nghe cái cảm nhận là mình ăn cái chuối mà già, mình chưng với lại đường phèn để mình trị ho, nó cực kỳ thơm nha cả nhà. Với những trẻ con á, mà nó khó uống thuốc cỡ nào, hoặc là nó khó những cái bài thuốc dân gian mà mình không áp dụng được, nhưng mà với chuối này, với đường phèn thì cực kỳ nó rất thích luôn, nó thơm lắm luôn cả nhà. Khi mà cái chuối già cui này nè, mình nếu mà tìm được á, chuối già cui thì nó sẽ hiệu quả cao hơn nha cả nhà. Đó, mình nãy thấy trái chuối đó là trái chuối già cui á cả nhà. Đó, mình sẽ chưng hấp cách thủy như vậy nè, mình cho bé nó uống được, nó ăn luôn cái xác được á, thì mình cho ăn, tại vì nó vừa ngọt, thanh, nó thơm lắm luôn. Cho nên là rất là dễ ăn. Cả nhà mình áp dụng ha, nè Thúy thử ha. Nó thơm, cái mùi ngộ lắm. Cái trái chuối già mình ăn không á, mình nghe cái mùi nó không có nghe thơm nhiều, nhưng mà khi mà mình kết hợp với cái đường phèn mình chưng á, nó thơm cực kỳ cả nhà. Và nó ngọt thanh nữa. Cho nên là đối với người lớn mình thì áp dụng ok ha cả nhà. Nhưng mà đối với trẻ con thì lại dễ dàng hơn nữa ha. Nó rất thích luôn á, nó nghiện luôn á cả nhà. Cho nên là cả nhà mình áp dụng đi ha, với cách này trị ho rất là hiệu quả luôn. Một ngày mình sử dụng 2 lần nha cả nhà. Ha, mình sử dụng 3 ngày là mình sẽ thấy hiệu quả rõ rệt luôn. Thôi thì dừng video đây ha. Nếu cả nhà thấy video hữu ích nhớ tặng Thúy một like nha. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Thúy làm những video tiếp theo sẽ hơn. Thúy bye.